Chuyển sang thông tin thời tiết đáng chú ý. Chiều nay, nhiều nơi ở Bắc Bộ và Trung Bộ dự báo nắng nóng, nhiệt cao. Thông tin chi tiết sẽ có ở phần cuối của chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị. Chiều nay, khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ C. Thời gian nắng mạnh nhất trong ngày kéo dài từ 12 đến 16 giờ, trùng với buổi thi chiều của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Khi di chuyển, phụ huynh và học sinh không nên lựa chọn những chiếc áo chống nắng với tà áo dài vì có thể bị cuốn vào bánh xe gây nguy hiểm. Nên chọn những áo chống nắng gọn gàng và quan sát kỹ trước khi xuất phát.